Chết rồi em ơi, làm sao bây giờ? Chị cứ bình tĩnh, em có thể giúp gì cho chị ạ? Đây này, máy chị từ sáng đến giờ cứ nóng bừng bừng, không biết có nổ không, kinh quá. Chị đừng lo, máy nóng thì bất thường rồi. Nhưng mà từ sáng chị đã bật chế độ gì cho máy chưa ạ? Chế độ là cái gì? Chị không hiểu. Ý em là chị có bật 3G hay wifi gì cho máy không? Có, chị phải check mail là từ sáng đến giờ chị phải bật 3G ấy. Chị có tải về nhiều không ạ? Có, liên tục luôn. Chị mua máy từ bao giờ rồi ạ? Mới có 5 tháng nay thôi. Chị mua ở đâu? Có phải ở cửa hàng em không nhỉ? Thì chị mua ở đây cho nên mới phải cất công mang đến tận đây chứ. Từ bấy đến giờ máy có vấn đề gì khác nữa không? Không, chẳng vấn đề gì cả. Chị còn tải cả tỷ phần mềm về chạy do có làm sao đâu. Chị còn tháo phần mềm hơn cả em ấy. Cầu cực khéo nịnh, thì máy của tôi có làm sao không? Để em kiểm tra cho chị. Chị chú ý là bật ít chế độ thôi chị ạ. Vì dòng smartphone ấy dễ gây tốn pin lắm. Mà nó có hạn chế là không được bền pin bằng các máy khác nữa. Thế máy đa năng mà lại không được dùng đa năng à? Thế thì chẳng khác nào treo đầu dê bán thịt chó à? Lúc chị mua thì em bảo quảng cáo là máy đa năng. Bây giờ thì em lại bảo là bật ít thôi. Bây giờ mới mua máy thế này mà đã nóng bừng bừng thế này rồi. Thôi hay là em đổi đi, vẫn còn đang trong hạn bảo hành ấy này. Dạ, em không có ý đó ạ. Dòng smartphone thì tất nhiên là thông minh rồi. Nhưng mà khi máy chị mà tín hiệu kém ấy, thì máy lại phải tìm mạng lại liên tục. Và màn hình lớn quá, nên là cũng gây tốn pin nhiều hơn ạ. À vậy à. Đây chị ơi, máy chị dùng lại được bình thường rồi ạ. Em gửi chị. Em làm cái gì đấy? Em vừa khởi động lại máy cho chị này. Và tắt bớt các chế độ mà không cần thiết của chị thôi. Ok, được rồi. Nếu mà từ bây giờ đến tối máy chị có vấn đề gì thì chị lại gọi em đi nhá. Dạ, vâng. Em cảm ơn. Em chào chị. Cảm ơn em.